Cô chào các em. Tiết học ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu hướng dẫn cho các em tiết đầu tiên trong cái bài số 10 làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy trong chương trình sách giáo khoa tin học lớp 8. Thì trong bộ môn sinh học, giải phẫu cơ thể người thì người ta thường dùng là hình ảnh nè, hoặc mô hình nè, để học sinh quan sát và qua đó bài học sẽ sống động nè và dễ hiểu hơn. Thì theo các em, với những cái mô hình như vậy thì ta có thể làm được những cái công việc nào sau đây ha? Một là quan sát chi tiết bằng cách phóng to, thu nhỏ hình. Cái mô hình đó có để phóng to và thu nhỏ không? À, chắc là không ha. Đúng chưa? À, rồi hai là xoay mô hình để quan sát từ nhiều hướng các bộ phận của cơ thể người. Xoay mô hình. Được không các em? À, chắc là được đúng không? Có thể xoay cái mô hình đó để quan sát từ nhiều hướng. Rồi ba là quan sát từ bên ngoài hoặc là từ bên trong các bộ phận của cơ thể người. À, quan sát từ bên ngoài thì có thể, đúng chưa? À, nhưng mà quan sát từ bên trong thì chắc không thể. Đúng chưa nào? Rồi 4 là tháo rời hoặc lắp ghép các bộ phận. Cái này thì có thể. Đúng chưa nào? Đó là cái mô hình mà giải phẫu cơ thể người ha, trong cái bộ môn sinh học. Còn trong cái tiết học ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phần mềm chuyên dụng về giải phẫu cơ thể người ha, đó là phần mềm Anatomy. Thì để học được cái phần mềm Anatomy một cách có hiệu quả thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn tải và cài đặt cái phần mềm trên cái máy tính cá nhân của mình ha. Đầu tiên thì chúng ta cần phải khởi động cái máy tính, và máy tính của mình phải có kết nối internet để có thể tải được cái phần mềm ha. Thì chúng ta mở một cái trang tìm kiếm, chúng ta gõ vào cái dòng chữ là phần mềm Anatomy tin học 8. Rồi chúng ta lướt vào cái nút tìm kiếm, lướt vào thì ở đó nó có rất nhiều cái kết quả. Thì theo kinh nghiệm á, thì cô sẽ chọn là cái phần mềm Anatomy tin học 8 từ cái trang lời giải hay.info ha. Chúng ta sẽ click vào cái đường link này, click vào. Ở trong cái bài giới thiệu này nó sẽ có một cái dòng chữ là tải Anatomy. Tải Anatomy nó có cái màu khác hơn so với những cái dòng chữ khác ha. Chúng ta sẽ click vào tải Anatomy. Thì cái tập tin để cài đặt Anatomy nó xuất hiện ha. Thì chúng ta nhấn vào cái nút tải xuống ở cái ô màu xanh ha. Nhấn vào nút tải xuống. Thì quá trình tải xuống bắt đầu. Thì sau khi cái file đó được tải xong thì ở góc trái phía dưới cái màn hình nó sẽ hiển thị cái tập tin mà chúng ta vừa tải xuống ha. Đây là phần cài đặt Anatomy, chúng ta sẽ click vào nó để chạy cái chương trình này.
Rồi chúng ta sẽ chọn click chọn cái ô run ha, để chạy cái tập tin run. Chúng ta chọn ngôn ngữ trong cái quá trình cài đặt ha. Ở đây là ngôn ngữ là English nè, tiếng Anh. Rồi sau đó chúng ta nhấn phím OK. Rồi bước tiếp là chúng ta nhấn phím Next. Bước kế tiếp thì chúng ta phải click vào cái ô là I accept the agreement. Chúng ta phải chấp nhận các điều khoản trước khi cài đặt. Sau đó thì chúng ta nhấn phím Next. 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 Rồi tiếp tục là nhấn Next. Nhấn Next tiếp tục. Next. Bây giờ chữ install xuất hiện ha. Chúng ta phải nhấn vào chữ install để bắt đầu cài đặt. Install. Thì quá trình cài đặt diễn ra trong vòng vài phút thì chúng ta chờ đợi ha. Thì sau khi mà quá trình cài đặt đã hoàn tất thì chúng ta thấy một cái bảng thông báo hiện ra và nó có chữ finish. Thì chúng ta sẽ click vào cái chữ finish này để hoàn tất quá trình cài đặt. Sau khi cài đặt thành công thì biểu tượng của Anatomy sẽ xuất hiện trên màn hình desktop của mình ha. Đây là biểu tượng của phần mềm Anatomy. Phần kế tiếp cô sẽ hướng dẫn các bạn một số thao tác cũng như giới thiệu về giao diện của phần mềm Anatomy. Đây là giao diện của phần mềm Anatomy. Nó gồm có hai nút lệnh chính là lên phần tìm hiểu cơ thể người và exercise phần bài tập. Có một cái nút ở góc phía trái bên trên của màn hình là dùng để thoát khỏi chương trình. Chúng ta ghi phần số 1 nhỏ, làm quen với phần mềm Anatomy. Và chúng ta ghi là cái câu này ha, giao diện của chương trình. Chọn vào lên để tìm hiểu các hệ giải phẫu cơ thể người. Chúng ta có thể mở sách giáo khoa trang 80. Rồi, chúng ta nhấn vào nút lệnh lên để tìm hiểu về cơ thể người. Đây là các hệ giải phẫu cơ thể người, gồm có 8 hệ chính là hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ thần kinh, hệ xương, hệ cơ và hệ sinh dục. Đây là 8 hệ chính ha, của hệ giải phẫu cơ thể người. Thì đầu tiên hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ xương. Chúng ta sẽ nhấy chuột vào biểu tượng có dòng chữ Skeleton System. Hệ xương. Rồi,
chúng ta ghi số 2, hệ xương. Rồi gạch đầu dòng là ghi cái phần này, nháy chuột vào biểu tượng có dòng chữ Skeleton System. Đây là cái mô phỏng của hệ xương. Thì trên đây ở góc phải phía dưới có hình cái bàn tay ha. Cái nút trái phía trên là nút quay về màn hình chính. Góc tiếp bên dưới là nút quay về màn hình lên. Và chúng ta sang phần A nhỏ, các thao tác trực tiếp trên hình mô phỏng. Thì chúng ta có thể là tiến hành các thao tác là xoay mô hình bằng cách là kéo thả chuột theo chiều ngang. Rồi chúng ta có thể là dịch chuyển mô hình lên xuống, kéo thả chuột theo chiều thẳng đứng. Phóng to, thu nhỏ hình mô phỏng là di chuyển cái nút tròn nè trên thanh chuột, có thể di chuyển là sang trái hoặc là sang phải. Chúng ta ghi ba cái gạch đầu dòng này vô ha. Rồi chúng ta sang phần B nhỏ là bổ sung thêm các hệ khác vào hình mô phỏng. Thì trong quá trình đang quan sát và học về hệ xương thì ta có thể là tìm hiểu thêm về các hệ khác ha. Đây là tính năng đặc biệt của phần mềm á. Thì để kích hoạt cái tính năng này thì ta nháy chuột vào cái nút dấu cộng phía bên trái màn hình ha. Đó, click vào cái nút dấu cộng. Cái hệ xương á đang được chọn thì nó sẽ có màu đậm hơn so với những cái màu khác ha. Rồi chúng ta có thể cộng để thêm vào đó là ví dụ như là thêm vào hệ hô hấp để vừa tìm hiểu hệ xương và hệ hô hấp cùng một lúc. Rồi chúng ta ghi cái gạch đầu dòng chương trình cho phép chọn bổ sung thêm các hệ cần xem.
sung thêm các hệ khác ha, như là hệ xương đang được chọn đầu tiên, sau đó chúng ta bổ sung thêm cái hệ hô hấp nữa, thì ở trên cái hình mô phỏng nó sẽ xuất hiện thêm các bộ phận khác của hệ hô hấp như là mũi, miệng, phổi, cuống họng xuất hiện đồng thời cùng với hệ xương. Rồi trong cái hệ xương này, khi chúng ta nhét chuột vào một bộ phận nào đó thì cái bộ phận đó nó sẽ có màu khác so với những cái bộ phận còn lại. Và muốn hủy chọn thì chúng ta sẽ nhét đúp chuột vào cái khu vực bên ngoài cái hình mô phỏng ha. Rồi chúng ta ghi cái phần này vô ha. Khi nhét chuột vào bộ phận thì bộ phận đó sẽ đổi màu. Muốn hủy chọn thì nhét đúp chuột bên ngoài khu vực có mô phỏng. Khi mà chúng ta lựa chọn một cái bộ phận nào đó thì là các thông tin liên quan ha về cái bộ phận mà chúng ta đang chọn nó xuất hiện, gồm có là thông tin bổ sung, rồi tìm hiểu chức năng bộ phận đang chọn, hoặc là ẩn cái bộ phận đang chọn. Ví dụ như là chúng ta đang tìm hiểu về cái hộp xương, hộp sọ. Sau khi tìm hiểu xong rồi thì chúng ta muốn biết cái phần bên trong cái hộp sọ đó, thì chúng ta có thể ẩn cái phần hộp sọ đó đi để có thể quan sát cái chi tiết mà mình muốn xem ở bên trong đó nó dễ dàng hơn. Rồi, tiết này chúng ta chỉ dừng lại ở cái phần là tìm hiểu cái hệ đầu tiên là hệ xương trong cái phần mềm anatomy. Và bây giờ các bạn ghi giùm cô cái phần dặn dò. Sau tiết này thì chúng ta phải tải và cài đặt phần mềm anatomy trên máy tính cá nhân để chúng ta có thể thao tác một cách thuần thục ha. Rồi, tiến hành các bước tìm hiểu hệ xương giống như là hồi nãy giờ cô đã hướng dẫn về cái giao diện của nó. Chúng ta sẽ tự tìm hiểu và tìm hiểu trước các hệ còn lại. Chúng ta ghi cái phần dặn dò này vô tập nha. Phần còn lại của tiết học thì cô sẽ tiến hành thao tác lại các bước mà cô đã hướng dẫn các bạn. Đây là biểu tượng của phần mềm anatomy. Thì cũng như những cái phần mềm khác, để khởi động thì chúng ta có thể là rút đôi chuột vào biểu tượng. Đây là giao diện của anatomy. Nó có hai phần chính như chúng ta đã biết ha, lên
và exercise. Chúng ta sẽ click vào phần learn để tìm hiểu. Đây là các hệ giải phẫu cơ thể người, gồm có 8 hệ chính. Ví dụ những chữ tiếng Anh này chúng ta không hiểu ha, chưa biết ha, thì chúng ta có thể nhìn vào những cái biểu tượng. Ví dụ như biểu tượng của lá phổi, chúng ta biết là hệ hô hấp. Hình trái tim là hệ tuần hoàn. Hình bao tử là hệ tiêu hóa. Hình trái thận là hệ bài tiết. Hình những cái neuron thần kinh thì chúng ta là biết là hệ thần kinh. Hình cái bàn tay ha, chúng ta tìm hiểu rồi nè, thì là hệ xương, hệ cơ, và cuối cùng là hệ sinh dục. Chúng ta sẽ nhấn vào cái hình bàn tay ha, để chúng ta tìm hiểu về hệ xương. Đây là cái hình mô phỏng hệ xương. Thì chúng ta có thể là di chuyển cái hình mô phỏng này lên xuống ha, lên xuống bằng cách nào? Đó là kéo thả chuột theo chiều thẳng đứng ha. Kéo thả chuột lên chiều thẳng đứng là lên xuống. Rồi chúng ta có thể xoay mô hình, xoay sang trái, sang phải bằng cách là kéo thả chuột theo chiều ngang. Rồi chúng ta có thể phóng to, thu nhỏ cái mô hình bằng cách là kéo cái con trượt này, kéo sang phải, phóng to, kéo sang trái, thu nhỏ. Rồi chúng ta có thể là tìm hiểu một cái bộ phận nào đó ha, trong cái hệ xương này. Ví dụ như lúc nãy là chúng ta tìm hiểu về cái hộp sọ đúng không? Ta quay lại giống như là mình đã tìm hiểu nè. Phóng to lên. Rồi, click chọn vào cái hộp sọ. Thì cái hộp sọ khi được click chọn nó sẽ có màu xanh, khác với những cái bộ phận khác là màu trắng, đúng không nè? Rồi khi hộp sọ được click chọn thì có những cái thông tin bổ sung hiện ra, và nó sẽ giải thích về là những cái thông tin thêm về cái hộp sọ, những cái tính năng của hộp sọ. Và chúng ta có thể là ẩn cái chi tiết này đi để là xem cái chi tiết bên trong cái hộp sọ. Rồi khi muốn bỏ chọn cái phần xương hộp sọ này thì chúng ta sẽ click trái ha, click trái vào cái vùng mà không có hình mô phỏng nha. Ra ngoài đây ha, click trái. Rồi đó, double click ha, thì bỏ chọn. Rồi chúng ta muốn thêm một cái hệ nào đó để tìm hiểu cùng với cái hệ xương này thì chúng ta sẽ click vào nút dấu cộng ha, phía bên trái màn hình nè. Đó, 8 hệ hiện ra. Cái hệ xương đang được chọn thì nó có màu đậm hơn nè, thấy không? Đậm hơn so với những cái hệ còn lại. Rồi chúng ta muốn thêm cái hệ nào thì chúng ta click vào biểu tượng của cái hệ đó. Ví dụ như chọn là hệ hô hấp. Đó, xoay lại. Đó, hệ hô hấp là xuất hiện thêm các chi tiết của hệ hô hấp nè, là mũi nè, miệng nè, cuống họng nè, phổi nè. Đó, chúng ta sẽ quan sát cùng với cái hệ xương này. Rồi ví dụ như bây giờ chúng ta muốn xem một cái chi tiết là lá phổi bên trong mà cái xương sườn này nó bị che khuất, thì chúng ta có thể chọn cái phần xương sườn này ha. Đó, chọn xương sườn có màu khác nè ha, màu xanh.
Rồi chúng ta chọn là ẩn cái xương sườn này đi để xem rõ cái lá phổi bên trong ha. Rồi đó, xương sườn ẩn đi để nhìn thấy cái lá phổi nè. Đó, đó là ẩn chi tiết đó. Rồi ha, sau khi mà chúng ta đã tìm hiểu các hệ mà mình cần tìm hiểu xong thì chúng ta có thể là thoát khỏi chương trình bằng cách là nhấn cái nút ở cái góc trái bên trên màn hình ha. Click vào. Rồi chúng ta quay lại màn hình chính và nhấn vào cái nút ở góc trái tiếp tục. Rồi chúng ta chọn Z và thoát khỏi chương trình. Thì tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thì sau cái tiết học này, các bạn phải tải và cài đặt được cái phần mềm Anatomy trên cái máy tính cá nhân để chúng ta có thể thao tác lại các bước. Nhưng mà như là hồi nãy giờ cô đã hướng dẫn, trong trường hợp mà các bạn chưa có trang bị được máy tính cá nhân thì các bạn có thể tham khảo trong sách giáo khoa Tin học 8 từ trang số 80 trở đi. Rồi khi mà chúng ta quay lại trường thì trong phòng máy của trường đã được cài đặt các phần mềm này, thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau ha. Rồi, cô cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.